Chiều ngày 3 tháng 7, Cục Hàng không Việt Nam vừa có thông cáo báo chí, trong đó nói rõ về nguyên nhân đường băng ở sân bay Vinh bất ngờ gặp sự cố khi lớp bê tông nhựa bề mặt bị bong một mảng lớn vào sáng cùng ngày. Lãnh đạo Cục Hàng không khẳng định sự việc đã khiến nhiều chuyến bay phải thay đổi lịch trình hoặc hủy chuyến. Một số chuyến bay của các hãng hàng không đến sân bay Vinh buộc chuyển hướng hạ cánh xuống sân bay ở Thanh Hóa. Theo đánh giá ban đầu, nguyên nhân sự cố có thể do nhiệt độ cao gây phồng rộp, bong bật mảng bê tông nhựa bề mặt đường cất hạ cánh. Đến thời điểm hiện tại, Cảng hàng không quốc tế Vinh đã triển khai thi công khắc phục hư hỏng. Dự kiến sân bay này có thể khai thác trở lại sớm nhất từ 6 giờ ngày 4 tháng 7. Hơn một tuần nay, gần 120m bờ kênh Thanh Đa, đoạn cách cầu kinh khoảng 50m thuộc địa phận phường 25 quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh bị sụt lún, hư hỏng. Nền và tường nhà dân bị bong chóc nứt toác, đỉnh kè đá cũng chuyển dần về phía bờ kênh. Nhiều hộ dân đã phải di rời khỏi đây để đảm bảo an toàn. Theo ghi nhận, vị trí nguy cơ sạt lở nguy hiểm nằm ở bờ phải kênh Thanh Đa, cách hạ lưu cầu kinh khoảng 50m. Trong đó, phạm vi nguy cơ sạt lở nguy hiểm có chiều dài dọc kênh khoảng 120m, chiều rộng từ đỉnh kè đá hiện hữu vào trong bờ khoảng 10m. Theo quan sát, đỉnh kè đá khu vực bị sụt lún có xu hướng chuyển vị trí về phía bờ kênh. Một số căn nhà dọc theo bờ kênh bị lún nứt, nghiêng về phía kênh, xuất hiện vết nứt cách đỉnh kè đá hiện hữu khoảng 10m, dọc theo chiều dài khoảng 120m. Theo Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên nhân gây ra sạt lở là do hiện tượng mưa lớn và chiều cường xảy ra thường xuyên, gây bão hòa nước khu vực bên trong đỉnh kè, đồng thời tạo áp lực nước lớn khi chiều kiệt, gây nguy cơ sạt lở. Ngoài ra, nhà dân xây dựng cách đỉnh kè 3,5m làm gia tăng tải trọng ngang, gây nguy cơ sạt lở. Về thiệt hại, đỉnh kè bị sụt lún và chuyển vị trí về phía kênh gây hư hỏng khoảng 120m kè. Khu vực nhà dân bên trong bị lún nứt, một số căn nhà bị nghiêng về phía kênh, nguy cơ sạt lở rất cao, ảnh hưởng trực tiếp đến 13 hộ dân sống tiếp giáp khu vực đỉnh kè. Trên địa bàn tỉnh Nghệ An thời gian qua có nhiều dự án treo, dự án chậm triển khai, gây lãng phí đất đai, làm ảnh hưởng đến đời sống người dân trong vùng dự án. Có nhiều dự án được phê duyệt đầu tư hàng chục năm nhưng đến nay vẫn không triển khai, đã đẩy người dân lâm cảnh đi thì dở, ở cũng không xong. Sau đây ghi nhận của phóng viên. Dự án đường Lê Mau kéo dài phường Vĩnh Tân, thành phố Vinh được Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An phê duyệt từ tháng 8 năm 2005 theo hình thức BT, dài hơn 1 km. Dự án có mục tiêu phát triển và chỉnh trang hệ thống giao thông đô thị phía Nam thành phố Vinh. Tuy nhiên, sau hơn 18 năm, vẫn còn gần một nửa tuyến đường này chưa được thực hiện, khiến hàng chục hộ dân nằm trong quy hoạch dự án phải sống khốn khổ trong những căn nhà cũ nát, xuống cấp. Đại gia đình là đến cả ông cả bà rồi cả các chú các mư ở đây, nhưng mà anh thì là ở riêng một cái tòa nhỏ nhỏ ở đây, phía bên đây thì là còn hiện tại bây giờ là 5 cha con mẹ con, hai vợ chồng với lại 3 đứa con, mà con thanh niên cả rồi. Từ cái hồi mà dự án là gần như là cái thời điểm đó là con mới gần như mới đẻ thôi nè, mà bây giờ là con thanh niên cũng 22-23 tuổi rồi nè. Rồi ở đây nó cũng khổ, mà cũng vì ở trong dự án cho nên nhà cửa mình muốn sửa chữa. Tại thời điểm phê duyệt chủ trương đầu tư thì là bằng hình thức là BT, sau đó thì khi thực hiện BT thì không thực triển khai được, nên là ủy ban nhân tỉnh đã chuyển sang hình thức là đầu tư công. Liên quan đến cái chuyển đổi hình thức ấy, thì là hồ sơ sẽ phải làm lại từ đầu trình ủy ban nhân dân tỉnh qua sở xây dựng để lập quy hoạch cái vùng khu tái định cư để đảm bảo cái việc tái định cư cho bà con trong vùng ảnh hưởng để sớm ổn định là đời sống. Cũng lâm vào tình cảnh tương tự, hàng chục năm qua, những hộ dân như gia đình ông Nguyễn Đức Thước ở xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai cũng khốn khổ vì dự án sân gốp quy hoạch gần 10 năm nhưng đến nay vẫn còn treo trên giấy tờ. Gần 10 năm, cuộc sống của hàng chục hộ dân nơi đây luôn trong tình cảnh ba không, không được xây dựng nhà kiên cố, không được tách thửa làm bìa đất, không được làm một số thủ tục hành chính khác. Tôi muốn là đi vay của thằng ngân hàng 1 tỷ tiền nhưng không thể vay được, là vì mình cũng có một cái sổ đỏ, đất đai trong nương của mình sinh trồng thì nó cũng nhiều cũng rộng, nhưng mà con cái thì đông, cũng muộn là để cho con là một người là tịnh mười mấy mét một dăm nhà để là
cho con, tách cái bia cho con. Khu vực sân gôn ở Bình Vinh ấy, thì có diện tích khoảng hơn 100 hectare. Thì khu vực này thì chúng tôi cũng đang cho tư vấn, nghiên cứu để điều chỉnh luôn trong cái quy hoạch chi tiết tới đây. Thì khu vực Bình Vinh, chỗ sân gôn thì khoảng 20 hộ dân có ảnh hưởng. Một số khu vực rải rác ở trên tất cả các phường xã, 10 phường xã cũng có ảnh hưởng. Được biết, năm 2016 đến năm 2022, tỉnh Nghệ An đã hủy bỏ 154 dự án treo. Riêng 6 tháng đầu năm 2023, tỉnh Nghệ An đã hủy bỏ và thu hồi 11 dự án. Việc tồn tại các dự án treo không những đẩy cuộc sống của người dân lâm vào tình trạng khốn khổ, tiến thoái lưỡng nan mà còn gây lãng phí nguồn lực đất đai, ảnh hưởng đến quy hoạch chung của cả tỉnh. Miền Bắc đang trong những ngày nắng nóng kéo dài trên diện rộng. Tại các khu cụm công nghiệp, hoạt động sản xuất lớn dần dẫn đến tiềm ẩn không ít nguy cơ về chập cháy điện. Hàng loạt các vụ cháy nổ thời gian qua một lần nữa cho thấy không thể lơ là chủ quan đối với công tác phòng cháy chữa cháy, nhất là trong thời điểm hiện nay. Việc kiểm tra và xử lý cũng như yêu cầu các cơ sở kinh doanh, nhà máy khắc phục các tổn hại về phòng cháy chữa cháy là yêu cầu bắt buộc để giảm thiểu nguy cơ về cháy nổ. Ghi nhận sau của phóng viên VTC14. Cụm công nghiệp Phùng, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội có 27 nhà máy, cơ sở sản xuất. Sau đợt tổng kiểm tra rà soát, có 10 cơ sở được nghiệm thu phòng cháy chữa cháy và đủ điều kiện để hoạt động. Nhà máy này hoạt động trong lĩnh vực sản xuất gia công cơ khí và bắt đầu vận hành trở lại từ tháng 4 năm 2023 sau gần 8 tháng bị đóng cửa để khắc phục tồn tại về phòng cháy chữa cháy. Bình chữa cháy, hệ thống chữa cháy tự động, hệ thống đường dây điện đã đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã chỉ ra không ít vi phạm của cơ sở này. Trong số đó, có việc sắp xếp hàng hóa bịt kín gây cản trở lối thoát nạn. Nhiều tủ chữa cháy dù đã đầu tư trang thiết bị, phương tiện phòng cháy chữa cháy nhưng không được vận hành thường xuyên. Cơ quan phòng cháy chữa cháy đã có những cái hướng dẫn và chỉ đạo tới cái cơ sở doanh nghiệp của chúng tôi. Thì thời gian tới chúng tôi cũng cố gắng khắc phục thêm những cái thiếu sót mà mình đang gặp phải ở đây và sẽ cố gắng hoàn thiện thêm nữa để cho được thực hiện được nghiêm túc phòng cháy chữa cháy ở tại cơ sở. Tại xưởng sản xuất tập trung một lượng lớn máy tiện, máy phay, máy khoan, máy mài, máy cắt. Các máy này vận hành liên tục nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ về cháy nổ. Do đó, lực lượng chức năng đặc biệt lưu ý chủ cơ sở trong việc sử dụng nguồn điện an toàn. Hiện tại cái thời tiết này đang là rất là nóng nực nên là cái nguy cơ xảy ra cháy nổ rất là nhiều, nên là cái nếu mà mình mà chủ quan sơ suất thì là sẽ rất có khả năng cao sẽ xảy ra cháy nổ tại khu vực làm việc. Cơ sở này hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm với quy mô 1,1 hectare, 250 cán bộ công nhân viên làm việc thường xuyên. Ý thức được nguy cơ về cháy nổ trong mùa nắng nóng, nhà máy đã trang bị đầy đủ thiết bị, phương tiện phòng cháy chữa cháy tại các đơn vị làm việc. Đội phòng cháy chữa cháy cơ sở với 40 người cũng thường xuyên được tập huấn, thực tập các phương án phòng cháy chữa cháy. Ngay từ đầu khi mà bắt đầu xây dựng nhà máy này thì doanh nghiệp chúng tôi là rất chú trọng đến vấn đề về phòng cháy chữa cháy và ngay từ đầu đã phải là xây dựng và phải được nghiệm thu hệ thống phòng cháy chữa cháy trước khi đưa vào hoạt động với tất cả các tiêu chuẩn mà nhà nước đề ra. Anh em thì hàng ngày thì vẫn buổi sáng là giao ca là về các vấn đề nội quy của từ ca này sang ca sau. Giao ca xem là nó có bị vấn đề ở chỗ nào không để anh em ca sau nó tiếp tục kiểm tra. Theo cảnh sát phòng cháy chữa cháy, tại các khu cụm công nghiệp hiện nay vẫn còn không ít tồn tại về phòng cháy chữa cháy. Ngoài việc sử dụng điện thiếu an toàn, nhiều nơi cơ sở sản xuất do được thành lập từ lâu nên để khắc phục các vi phạm về phòng cháy chữa cháy không phải là việc dễ dàng. Đối với việc mà duy trì cái đội phòng cháy cháy cơ sở là một điều tiên quyết trong mọi việc công tác phòng cháy cháy, vì cái lực lượng này là
lực lượng ban đầu phát hiện và xử lý cháy nhanh nhất. Do vậy là chúng tôi thường xuyên khuyến cáo và phối hợp cùng với các cơ sở trong địa bàn là tập huấn và tập phương án làm sao để cho từng công nhân, từng đồng chí trong đội phòng cháy cháy cơ sở nắm bắt được để xử lý ngay từ ban đầu. Nguy cơ cháy nổ tại các khu cụm công nghiệp luôn hiện hữu, nhất là vào thời điểm nắng nóng. Do đó, việc đầu tư bài bản hệ thống phòng cháy chữa cháy cũng như xây dựng đội chữa cháy cơ sở có trình độ chuyên môn là cần thiết để hạn chế, ngăn ngừa hiểm họa cháy nổ xảy ra.